Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, an lành nha. Cả nhà ơi, trời sắp mưa tới rồi. Bữa nay nhà mình kêu chú thợ lợp cái mái nhà ở sau này cho nó đừng có dột ngay mùa mưa nè cả nhà. Cái chú thợ này là ông Biển đó cả nhà. Anh tên Đồng, nó lợp cũng hay lắm á, ở trong nhà thợ đó. Rồi bố kêu chú làm dịp. Có hai người thợ phụ, ông xã mình với một người thợ phụ đưa tôn lên. Lợp này không có dở hết ra cả nhà ơi. Cái chú này chú lợp cái từng tấm, cái chú gỡ ra cái chú để lên nè. Chứ không có tóc ra hết. Rồi cũng hên nè. Tóc là sợ trời mưa, lỡ mưa cái chắc bình địa luôn, không biết sao. Lợp thấy đơn giản nha cả nhà. Đưa tờ này lên với sách tờ kia lên. Mà bị trời mưa rồi cả nhà ơi. Lợp chưa xong mà trời mưa, dừng lại rồi. Ngày mai lợp tiếp. Xin chào cả nhà, hôm nay lợp xong rồi cái máy rồi cả nhà ơi. Bữa nay có cái bếp bây giờ ra đây, cái mình khai trương mình làm cái bếp, mình mần con gà, anh hai cho con gà trống, mà ngộ cái con gà trống này lần đầu tiên mình mới thấy cái mỏng nó ngộ nha cả nhà, nó có hai cái sừng ra đó cả nhà, ngộ quá, nhìn nó đẹp quá, cái mỏng nó đẹp quá, lông màu trắng trắng bông đen, nó hôm nay nó hy sinh cả nhà ơi. Nó lên chảo rồi. Mình đang chuẩn bị tắm cho nó nè cả nhà. Tắm ở trên đầu xong rồi tới cái mình nè cả nhà. Nhúng lên nhúng xuống. Một hơi cái sạch sẽ. Trắng tươi, trắng bóc. Mẹ mình cười mình kìa. Rồi mình chuẩn bị mình mổ con gà nè cả nhà. Xong cái mình rửa nước muối, mình rửa nước chanh sạch sẽ, cái mình kho với nước dừa này là mình cháy nè cả nhà, mình cháy tỏi với ớt nha. Đây mình cho đường, bột ngọt, muối, nước mắm, rồi má mi mình ngồi chuẩn bị hơi cái gọt bí, bí gỡ cả nhà. Cái lòng á thì mình để mình nấu canh. Bữa nay mình làm đồ ăn sớm. Bữa nay em ba gì ba đi khám bệnh này. Bệnh ho. Chút về không biết sao đây. Mẹ mình đang sắp bí nè cả nhà. Nó dẻo quá cả nhà ơi. Trời bí ngon quá chừng ngon luôn. Rồi mình chuẩn bị bắt bếp lên. Mình cháy tỏi, phi, ớt. Cháy cái lòng. Rồi cho ít bột ngọt vô. Cho ít bột ngọt vô cho nó ngọt. Xong mình cho nước vô. Cái mình nấu chín rồi xong cái mình bỏ bí vô. Cái mình nấu một hồi nữa là nó sẽ chín. Ngon quá cả nhà ơi. Xuất sắc luôn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Nếu cả nhà thấy thích thì nhớ bấm đăng ký cho mình nha. Rồi mời xin mời cả nhà mình ăn cơm nha. Anh ba chị ba đi về Tết. Cô Vi đi về rồi. Mà anh ba bị dương tính, chị ba không có bị cả nhà ơi. Bây giờ dương tính là bình thường hết cả nhà. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha. Chúc cả nhà vui vẻ.